chào 500 anh em của kênh Dương Beta. Thì hồi tối mình có công việc nên không thể công bố kết quả lúc 8 giờ tối ngày hôm qua được, nên hôm nay 8 giờ sáng mình công bố kết quả. Thì bắt đầu mình dùng phần mềm random nha anh em. Mức min của nó là 0, max của nó là 99. Thì mình sẽ random lần thứ nhất. Lần thứ nhất là con số 10. Random lần thứ hai là 17. Vậy tuần này có hai giải là số 10 và số 17. Mình sẽ vào kênh YouTube của mình để tìm kiếm anh em trúng thưởng. Mình sắp xếp lại cái bình luận. Tuần này rất là nhiều anh em bình luận. Thì cá medium của mình là hàng tuần và càng ngày càng đẹp nha anh em. Số 10 và số 17. Một bạn là tên Việt ở Đồng Nai, thì tuần trước bạn này như cũng có trúng một giải của mình. Thì may mắn của bạn này là trúng 2 tuần liên tiếp. Vậy tuần này số 10 đã có một người trúng thưởng nha anh em. Còn lại một giải là 17. Có một bạn là tên Vũ cũng trúng một giải 17. Vậy tuần này là có hai anh em trúng giải hết. Thì medium tuần sau sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ bảy và kết thúc là 20 giờ tối chủ nhật. Thì mình thông báo với anh em là mỗi anh em chỉ dùng một cái kênh chính của mình thôi để bình luận. Còn nếu mà anh em dùng tạo những cái kênh mà phụ á, thì mình check in, mình thấy là tên, số điện thoại, địa chỉ mà trùng hoặc là gần giống thì mình sẽ phản hồi lại là không có hợp lại nha anh em. Tại mình muốn cho anh em là một sự công bằng. Thì metagame của mình là hàng tuần là miễn phí ship. Và càng ngày mình sẽ làm những cặp cá đẹp hơn, tốt hơn dành tặng cho anh em. Hiện tại mình đang làm tất cả các dòng nha anh em để đủ màu sắc sặc sỡ dành tặng cho anh em thôi. Thì nếu mà vài tuần nữa thì mình sẽ lên những đợt cá VIP là dành làm medium tặng cho anh em miễn phí ha. Thì tuần này anh em nào mà không may mắn thì tuần sau anh em lại tiếp tục chơi mini game của mình. Mình chúc anh em cuối tuần vui vẻ.